Em đây đâu chỉ yêu mình anh đi. Ngồi cửa sổ lấy cơm mai đến dọn chéo. Và anh đi coi thuốc chẳng cái gì là bô béo. Và khi mà người đàn ông của em trở nên lâm ly, cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim anh thầm thì